Xin chào cô chú anh chị em đến với kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay chia sẻ cô chú anh chị về cái cách xử lý cái mai vàng ha, cho nó nở hoa đều đồng loạt á. Thì thông thường thì làm theo thông thường thì mình chỉ tuốt lá rồi mình chờ nó theo thời tiết thì nó bung thôi ha. Còn giờ thì có một số kỹ thuật mới thì mình cũng mới học của anh em thôi. Thì sẽ vô trong cái khung nhà lưới như thế này nè, rồi mình sẽ che mũ rồi mình để bóng đèn ha. Bóng đèn thì mình xài bóng đèn là 50W, để nó ban đêm á mình bắt cái bóng đèn cho nó có cái mình lấy cái nhiệt á của bóng đèn để cho ban đêm nó cũng ấm ấm ha, thì cây nó sẽ phát triển mạnh, thì hoa nó sẽ bung đều hơn. Hiện giờ trước tiên là mình chuẩn bị cái khung vàng nè. Do khu này mình chưa có cái khung trước cho nên giờ mình làm nó hơi khó ha. Giờ vô mình sắp một số cây nè. Cây nhỏ mình sắp này hơi chật ha. Rồi cái khu bên đó thì mình để một số cây lớn. Hiện tại vườn thì cũng có một số cây đẹp ha. Mình sẽ xử lý rồi mình trong vòng là 3 đêm, 2 ngày 3 đêm ha. Thì mình sẽ dỡ mũ ra. Trong lúc mà đang xong đèn á, mình đang để trong mũ á, thì mình ban ngày á, thì tầm khoảng 45 phút là mình sẽ phun nước cho nó mát. Chứ nếu không độ nóng của nó sẽ làm cho cái cây mình nó khô ha. Còn ban đêm thì khỏi phun. Cây này cũng khá đẹp của chú anh chị. Mình sẽ quay từ lúc vô ha cho tới lúc ra để như thế nào để cô chú anh chị mình xem để mình tham khảo vậy ha. Chứ năm nay thì mình cũng học hỏi của anh em thôi, chứ mình mới năm nay là mới làm năm đầu nha, cho nên mình cũng chưa biết là cái hiệu quả nó như thế nào. Hoa mai đại lộc nè cô chú anh chị, rất là đẹp ha, nụ nè. Thì trong lúc làm thì mình cũng rút kinh nghiệm luôn ha, học hỏi anh em rồi mình làm rồi mình kinh nghiệm. Mà năm nay mình làm cũng vô cũng khoảng 70% cái số cây trong vườn của mình á. Cúc có cây cúc cúc đợt đỏ đặng hay quá, có hai cúc cỏ mới lọc được sáng mình ăn hay đó. Làm rất là cực ha cô chú anh chị. Gần mũ lên để cho nó hầm lại ha. Rồi, thầy cắt sao học dữ người ta. Vậy? Học coi chừng lên tới tên luôn á. Vô luôn. Rất là công phu của chú anh chị. Rồi bà đứng dậy, tao vô nè. Rồi, bên đây luôn ha. Ừ, đây đó. Tống tống đằng lại mấy lá đây. Rồi còn cây nữa. Tiếp cây đó vô luôn mày. Xét vô luôn. Rồi. Ngủ lại luôn. Hết chưa?
gió rất là mạnh ha, gió mạnh bồng mũ nè. Chắc thì mình chừa một cái lối đi ngay giữa này ha, ngay đây, để mỗi ngày là khoảng 45 phút là mình sẽ vô đây, mình sẽ có cái máy mình phun nước ha, phun nước cho nó mát á, là 45 phút mình sẽ phun một lần. Mỗi ngày là phun cứ 45 phút là phun tiếp, còn ban đêm thì trời mát thì khỏi phun, mình sẽ xông đèn ha. Này, từ từ sẽ chất vô hết nè. Chiều ha, nhỏ lớn gì chuyển vô hết. Cần gió để sợ nó thổi mạnh quá nó sẽ giạt cái nó sẽ gió mạnh quá thì mũ nó bồng ha, nó bồng sẽ tróc cái mùng của mình. Rồi làm xong là vô như thế này ha. Rồi chuẩn bị lên bắt cái đèn thử cái dây điện coi nó im không. Bắt đèn đi. Bắt đèn. Thì ban đêm mình xông như thế này ha, để cho nó có cái nhiệt độ nó không quá lạnh nè, nó giống như ban ngày ha, nó không có nóng như ban ngày nhưng mà nó cũng có cái độ nóng chứ nó không lạnh, thì cây nó sẽ phát triển ban đêm luôn thì nó sẽ bung đều ha. Bóng đèn này mình xài cái bóng đèn 60W ha, bóng đèn sợi tóc 60W để nó có nó tỏ nhiệt mạnh ha. Đây thì chậu 2 nè, chậu 2 2 rưỡi ha. Bên đây thì một số cây lớn. Hiện tại là 4 giờ 30 sáng cô chú anh chị. Thì mình vô đây mình xem thử ha. Thì nhiệt độ hiện tại bây giờ thì nó cũng hơi ấm thôi. Chứ nó cũng không có vấn đề này thì nó cũng không có nóng lắm. Cho nên nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài này tầm khoảng 3-4 độ vậy cô chú anh chị. Thì qua một đêm ha, thì mình thấy một số cái nụ nè, nó có hơi nhóm rồi nè ha. Thì năm nay thời tiết thì thấy cũng có hơi thuận lợi đó. Cho nên mình thấy ở ngoài nó cũng có nhóm, mà trong này thì nó cũng không có khác biệt gì về với ở ngoài ha. Ngày đầu tiên thì mình thấy nó chưa có khác biệt gì lắm. Thì làm mùng này thì mình sẽ để là 3 đêm 2 ngày. Thì ngày thứ ba là sáng đêm thứ ba thì sáng lại là mình sẽ xả mùng ha, xả cho gió vô, xả nắng xả gió luôn. Thì mấy anh làm trước thì anh nói là khi mình xả nắng xả gió thì 2 ngày thì nó mới bung đồng loạt ha. Hiện tại thì vô này thì mình nghe nó ấm hơn ở ngoài rất là nhiều, khoảng tầm chắc 4-5 độ của chú anh chị.
này mình phun nước cho nó mát cô chú anh chị. Thì một ngày là mình phun cứ 45 phút ha, là chung rồi vào đây phun một lần. Bây giờ thì 7 giờ mấy nè, thì nó nhiệt độ nó tầm khoảng 29-30 vậy thôi. Mà trưa chút nữa thì nhiệt độ nó tăng rất là nhiều nha. Lúc là vô đây chỉ cần 3-4 phút là mình phải ra chứ chịu không nổi á, nóng rất là nóng. Ha, mình phun xong thì nước hơi nước nó bay như sương mù vậy nè. Hiện tại bây giờ là 2:30 chiều rồi cô chú anh chị. Thì nhiệt độ rất là nóng nha. Mình phải hí cái cửa như thế này nè để cho nó giảm nhiệt độ nè. Giờ đứng tới đây thôi là nó nóng hực cái mặt chịu không nổi cô chú anh chị. Ý là mình có hé đó ha. Bây giờ mình không thể nào mình vô mình quay được. Quá nóng. Cho nên mình ở ngoài này mình quay sơ cô chú anh chị xem ha. Thì nhiệt độ rất là nóng. Tầm khoảng nửa tiếng là mình phải chung vào đó mình phun nước một lần. Ha. Rồi phun hoài tới cho tới khi nào mà nó hạ nhiệt thì thôi. Còn bây giờ là mình cứ canh là nửa tiếng là mình sẽ phun một lần. Thì bữa nay mình thấy nó bung khá nhiều của chú anh chị. Mới qua có một đêm, một ngày ha. Có thể là thời tiết năm nay thuận lợi đó. Cho nên vô đây cái nhiệt độ nó ban đêm nó ấm nữa. Thì ngày nay là mình thấy nó sáng nụ rất là nhiều. Mình cũng hơi lo là nó hơi có thể là hơi sớm đó. Mà cô không biết sao ha. Thì nhưng mà nếu mà nó bung đều thì nó lên rất là đẹp. Mà có thể là nó nở tầm khoảng 28-29 là nó nở có thể gỗ của chú anh chị. Thì thôi, mình xin phép được kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào quan tâm thì mình sẽ đón xem cái clip sau. Mình sẽ dỡ cái mùng ra rồi 2-3 ngày sau nó bung như thế nào ha. Cô chú anh chị xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Và cho mình một like để mình có động lực để mình ra những cái video tiếp theo nha cô chú anh chị. Xin chào cô chú anh chị em nha.